Chào mừng các bạn đã đến với kênh Món Ngon Gia Đình. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cùng với các bạn về cách làm món mứt dừa non miếng. Mứt dừa non là một loại mứt được rất nhiều người yêu thích bởi nó có cái vị mềm, dẻo, dễ ăn. Làm thế nào để miếng mứt dừa non khi mình làm xong không bị chảy nước, miếng dừa vẫn đảm bảo mềm, dẻo, khi ăn thì nó có cái độ giòn sần sật? Thì bây giờ xin mời các bạn hãy cùng với kênh Món Ngon Gia Đình vào bếp, bắt tay vào chuẩn bị nguyên liệu để cùng thực hiện nhé. Nguyên liệu mà mình chuẩn bị để làm mứt dừa non thì cần có 1 cân cùi dừa non, 600g đường, 1 thìa nhỏ vôi ăn trầu và 2 lít nước. Đây là cái phần cùi dừa. Cùi dừa thì mình mua về sẽ gọt bỏ hết cái phần vỏ lụa ở bên ngoài. Cùi dừa mình chọn những cái phần cùi nó non, nó mềm. Thì khi mình làm miếng mứt ăn sẽ có cái độ mềm dẻo hơn. Mình sẽ gọt sạch hết cái phần vỏ ở bên ngoài. Sau khi gọt bỏ hết lớp vỏ lụa bên ngoài thì mình sẽ đem rửa sạch cái phần cùi dừa. Và sau đó thì mình sẽ thái miếng cái phần cùi dừa ra nhé. Thái miếng này thì sẽ tùy theo sở thích của các bạn. Các bạn có thể thái thành những cái miếng dạng sợi dài hoặc là các bạn thái thành những cái miếng dạng hình tam giác. Thì sẽ tùy theo sở thích của các bạn để các bạn thái miếng dừa nhé. Mình sẽ thái theo dạng sợi dài. Ở đây thì mình sẽ chuẩn bị một chậu nước và mình sẽ vắt vào 1/4 quả chanh. Những cái miếng dừa mình vừa thái xong thì mình sẽ cho luôn vào cái phần nước chanh này nhé. Và tiếp tục mình sẽ thái cho tới khi hết cái phần cùi dừa. Thái đến đâu thì mình sẽ cho vào trong chậu nước chanh đến đó. Sau khi đã thái xong hết phần dừa thì mình sẽ đem rửa lại một lần nữa. Mình đổ cái phần nước mình vừa ngâm dừa và mình rửa qua với nước lạnh một lần nữa. Sau đó thì mình sẽ đem thái mỏng cái miếng dừa này ra một lần nữa nhé. Mình sẽ chẻ đôi cái miếng dừa mình vừa mới thái khúc để cho nó có cái độ mỏng. Miếng dừa nó mỏng như này thì khi mà mình làm mứt nó sẽ đỡ bị chảy nước hơn và miếng dừa mình ăn nó cũng sẽ mềm hơn. Bước này thì nó sẽ hơi lâu một chút. Các bạn có thể để cả miếng dày như thế cũng được nếu như dùng cái phần cùi dừa của các bạn ấy nó hoàn toàn là non. Mình thì mình sẽ thích chẻ mỏng ra hơn nha. Đây là toàn bộ phần dừa sau khi mình đã chẻ cho nó mỏng. Ở đây thì mình sẽ chuẩn bị tiếp một chậu nước, sau đó mình vắt thêm 1/4 trái chanh vào và mình cho vào 1 thìa cà phê muối trắng. Sau đó hòa tan rồi mình sẽ cho toàn bộ phần cùi dừa của mình vào đây ngâm khoảng tầm 15 phút. Sau khoảng 15 phút ngâm dừa cùng với nước muối chanh thì mình sẽ đổ phần dừa này ra và rửa sạch. Tiếp theo mình sẽ chuẩn bị một nồi nước đun sôi. Khi nồi nước đã sôi thì mình tắt bếp đi và cho cái phần dừa mình đã rửa sạch vào cái nồi nước để mình trần qua. Dừa mình sẽ trần qua với nước nóng khoảng tầm 1 phút thôi nhé các bạn. Mình sẽ không trần lâu quá thì nó sẽ bị mềm cái miếng dừa. Trần sơ qua với nước nóng khoảng tầm 1 phút thì mình sẽ đổ ra rổ. Và bây giờ thì mình sẽ đem cái phần dừa của mình đi rửa thật nhiều lần với nước lạnh cho tới khi cái nước rửa dừa của mình nó trong lại nhé. Đây là dừa mình đã rửa với lại nước rồi. Mình đã rửa cho nó hoàn toàn sạch hết cái phần dầu. Thì lúc này mình sẽ cho đường vào mình ướp. Với 1 cân cùi dừa này thì mình sẽ cho vào là 600g đường. Các bạn có thể giảm lượng đường nếu như các bạn không thích ăn ngọt quá nhé.
mình cho đường vào và sẽ ướp dừa khoảng tầm 3 cho đến 6 tiếng để cái phần đường của mình nó tan hoàn toàn. Đây là cái phần dừa của mình sau khi mình đã ướp được 6 tiếng cùng với đường. Lúc này nước đường đã tan hết. Bây giờ các bạn có thể chia dừa ra các cái phần nhỏ để các bạn tạo thành những cái màu mà các bạn thích. Mình sẽ chia ra làm 3 phần. Một phần thì mình sẽ làm màu trắng. Hai phần còn lại thì mình sẽ thêm một chút siro màu vàng. Màu vàng này thì mình có thể tạo từ cái quả dành dành hoặc là nước chanh leo cũng được nhé. Hoặc các bạn có thể sử dụng lá cẩm tím này. Một phần thì mình sẽ cho siro dâu tây có màu hồng. Các cái lá tự nhiên như lá cẩm tím, lá dứa, củ dền cũng đều tạo màu rất là đẹp. Hoặc là hoa đậu biếc thì tùy theo sở thích của các bạn thôi nha. Sau đó thì mình sẽ đi xên cái phần mứt dừa. Đối với phần mứt dừa màu trắng mình xên trước thì mình sẽ cho cái nước đường vào trong chảo. Sau đó mình sẽ đun cho tới khi cái phần nước đường của mình nó sôi và nó hơi sánh lại thì mình sẽ cho cái phần dừa vào. Và mình để lửa nhỏ mình xên cho tới khi cái đường nó cạn hết nhé. Cái phần nước đường đã bắt đầu cạn dần và nó dẻo lại. Mứt dừa của mình nó đã dẻo lại thì mình sẽ hạ lửa xuống ở mức nhỏ nhất. Sau đó thì sẽ tiếp tục xên đến khi nào cái phần mứt của mình nó khô thành cái dạng phấn trắng, nó bám ở trên miếng mứt. Lúc này mình sẽ cho khoảng tầm 10ml sữa tươi vào để miếng mứt dừa của mình ăn nó có cái vị thơm béo của sữa. Sau đó mình sẽ tiếp tục xên. Đường đã cạn hết rồi đấy. Mình sẽ vẫn để lửa nhỏ và đảo đều nhé. Phần mứt của mình đã đang bắt đầu khô dần lại rồi đấy. Mình tiếp tục đảo cho tới khi phần đường nó khô hoàn toàn, nó kết tinh dạng phấn trắng bám ở trên miếng mứt thì mới được nhé. Mình sẽ để lửa thật là nhỏ thôi nha các bạn, để cho nó không bị cháy mà nó vẫn có cái độ nóng làm khô cái miếng mứt. Khi đường đã bắt đầu khô lên phấn thì mình sẽ tắt bếp đi và đảo đều thêm một lúc nữa. Mình đảo cho miếng mứt nó khô hoàn toàn. Sau đó thì sẽ cho cái phần dừa ra nhé. Lúc này miếng dừa của mình đã khô hoàn toàn và phần đường nó đã bám phấn trắng ở trên miếng mứt rồi đấy. Tiếp tục với những phần mứt còn lại, mình cũng sẽ làm tương tự nhé. Phần mứt màu vàng mình cũng sẽ cho vào chảo, để lửa to và đun đến khi phần nước đường của mình nó cạn. Thì mình sẽ hạ nhỏ lửa đi. Và sẽ tiếp tục đảo đến khi phần đường của mình nó bắt đầu khô lại. Khi phần đường đã đang bắt đầu khô thì mình sẽ để lửa ở mức nhỏ nhất và tiếp tục đảo đều tay để cho miếng mứt của mình nó khô hoàn toàn. Khi nào mà cái phần đường nó lên phấn ở trên miếng mứt thì mới được nhé các bạn. Còn nó vẫn đang hơi ướt, dính dính thì miếng mứt của mình nó sẽ dễ bị ướt. Khi đường nó bắt đầu khô thì mình sẽ tắt bếp đi và đảo đều. Mình cũng đã hoàn thành xong cái phần mứt thứ hai với màu vàng lên màu rất là đẹp mắt. Tiếp tục phần mứt thứ ba với màu hồng thì mình cũng sẽ làm tương tự giống như hai phần mứt kia thôi nha các bạn. Màu hồng này mình sử dụng siro dâu tây, các bạn có thể sử dụng màu của củ dền. Nếu như các bạn dùng màu của củ dền thì các bạn nên cho vào khi mà cái phần nước đường ở cái miếng mứt nó đã đang bắt đầu khô lại, đang bắt đầu cạn dần thì màu nó sẽ đẹp hơn. Và đây là thành phẩm của mình, những miếng mứt dừa non với các màu sắc vô cùng là bắt mắt. Miếng mứt thì khô hoàn toàn, không hề bị ướt nhưng vẫn đảm bảo mứt nó có cái độ mềm, dẻo.
Và mứt sau khi làm xong thì các bạn để mứt khô hoàn toàn, sau đó cho vào các túi kín có gói hút ẩm để bảo quản. Dịp Tết các bạn có thể lấy ra để đãi khách hoặc là đem đi làm quà biếu Tết. Vừa đẹp mắt, thơm ngon lại đảm bảo an toàn nữa. Chúc các bạn làm thành công nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Món Ngon Gia Đình. Trong video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cùng với các bạn về cách làm món mứt dừa non và cách tạo màu cho mứt dừa từ những nguyên liệu, những cái loại củ và hoa hoàn toàn là tự nhiên. Để làm mứt dừa non với màu tự nhiên thì ở đây mình cần chuẩn bị những nguyên liệu sau. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đi thực hiện nhé. Trước tiên thì mình sẽ đi tạo màu. Ở đây thì mình sử dụng 10g hoa đậu biếc. Sau đó mình sẽ cho vào là 50ml nước sôi và ngâm hoa để cho hoa của mình nó thúc ra cái màu xanh. Các bạn thích mứt của mình nó có màu nhạt hơn thì các bạn có thể bớt lượng hoa nhé. Màu tiếp theo mình sẽ sử dụng là màu từ bột dành dành, nó sẽ cho mình màu vàng và mình cũng sử dụng là 10g. Sau đó cũng cho vào 50ml nước nóng và mình ngâm để cho nó ra màu vàng. Phần màu thứ ba mình sử dụng đó là lá dứa. Ở đây mình sử dụng là 100g lá dứa. Bây giờ thì mình sẽ cắt nhỏ cái phần lá dứa này ra để đem đi xay nhé. Lá dứa sau khi cắt xong thì mình sẽ cho vào máy xay sinh tố. Và mình cho vào 200ml nước, xay cho thật nhuyễn cái phần lá dứa để lọc lấy phần nước cốt. Lá dứa sau khi xay xong thì mình sẽ lọc qua một cái rây để bỏ đi cái bã của lá dứa và chỉ thu lấy phần nước cốt thôi. Đây là phần lá dứa mình xay nhuyễn và lọc được cái nước cốt rất là đặc. Thì mình sẽ cho cái nước cốt lá dứa này vào trong ngăn mát của tủ lạnh nhé. Màu tiếp theo mình sử dụng đó là màu từ củ dền. Mình sẽ gọt bỏ vỏ. Các bạn có thể sử dụng củ dền hoặc là trái thanh long đỏ hay là trái gấc cũng được. Gọt vỏ xong mình sẽ rửa sạch, sau đó thì cắt nhỏ cái củ dền này ra để mình cho vào máy xay, mình xay cho nó dễ. Cắt nhỏ xong mình cũng cho củ dền vào trong máy xay sinh tố và cho vào 100ml nước. Xay cho thật nhuyễn phần củ dền để lọc lấy nước cốt nhé. Củ dền xay xong mình cũng sẽ lược qua một cái rây để loại bỏ đi cái bã và thu được cái phần nước cốt của củ dền có màu đỏ. Với phần hoa đậu biếc sau khi ngâm khoảng tầm 15 phút và phần bột dành dành mình cũng ngâm được 15 phút thì mình sẽ đem lọc qua một cái rây để bỏ đi cái phần bã hoa, xác hoa, thu được phần nước cốt của hoa đậu biếc. Phần bột dành dành thì mình sẽ lọc qua một cái khăn để bỏ đi cái phần bột. Đây là 4 cái loại màu mình thu được từ các loại lá, củ và hoa hoàn toàn từ tự nhiên. Tiếp theo thì mình sẽ đi sơ chế cái phần củi dừa non nhé. Đây là củi dừa non mà mình vừa mới mua về. Giờ thì mình sẽ đem rửa sạch và gọt bỏ cái lớp vỏ lụa đen ở bên ngoài. Gọt bỏ hết lớp vỏ xong mình sẽ rửa sạch một lần nữa với nước và đem cái phần củi dừa đi cắt miếng nhé. Củi dừa này thì các bạn có thể cắt miếng tùy theo sở thích. Các bạn cắt theo dạng sợi bún hay là cắt miếng
vuông hoặc là cắt miếng hình tam giác. Tùy theo các bạn muốn tạo hình cái miếng mứt của mình như thế nào mà sơ chế nha. Ở đây thì mình sẽ cắt cái cùi dừa theo dạng như hình tam giác nha. Cùi dừa này các bạn lựa, nếu như các bạn thích ăn mà miếng mứt của mình nó mềm dẻo thì các bạn lựa chọn những cái phần cùi dừa nó non, thật là non thì miếng mứt nó sẽ mềm dẻo. Còn nếu như các bạn thích ăn những miếng mứt dừa non mà mình ăn nó có cái độ sật sật, nó mềm sật sật thì các bạn lựa chọn những cái phần cùi dừa mà nó hơi cứng hơn một chút xíu nhé. Cùi dừa sau khi thái xong mình sẽ cho vào một chậu nước muối chanh để mình ngâm. Và tiếp tục thì mình sẽ thái hết những cái phần cùi dừa còn lại. Thái xong đến đâu thì mình sẽ cho luôn vào chậu nước đến đó để mình ngâm nhé. Đây là toàn bộ phần cùi dừa mình đã vừa mới thái miếng xong. Bây giờ mình sẽ đem dừa đi rửa sạch cái phần nước muối chanh này đi nhé. Mình đổ cái phần cùi dừa ra và rửa qua với nước lạnh. Sau đó thì mình sẽ chuẩn bị một nồi nước, đun cho nồi nước sôi lên thì mình sẽ cho phần cùi dừa vào nồi nước và mình trần khoảng tầm 5 phút. Bước trần cùi dừa với nước sôi này thì sẽ giúp loại bỏ bớt phần dầu dừa và những miếng mứt dừa của mình sau khi làm xong thì nó sẽ không bị ngấm dầu, nó bớt đi cái mùi dầu dừa, không bị hôi cái mùi của dầu dừa nhé. Giờ mình sẽ đổ cái phần cùi dừa ra. Sau đó thì mình sẽ đem cùi dừa đi rửa thật nhiều lần với lại nước sạch. Bước rửa này cũng rất là quan trọng. Mình rửa tới khi nào phần cùi dừa của mình nó hết cái dầu dừa thì miếng mứt của mình sên nó mới không bị ướt nha các bạn. Mình rửa và xả thật nhiều lần, tới khi nào mà các bạn thấy cái nước rửa dừa của mình nó trong, nó không còn đục nữa thì mới được nhé. Cùi dừa sau khi rửa xong thì mình sẽ để cho ráo nước một chút. Và sau đó thì mình sẽ chia cái phần cùi dừa ra thành 5 phần. Ở đây thì mình có 2 cân cùi dừa, mình sẽ chia thành 5 phần, mỗi phần là 400g. Bây giờ mình sẽ đem ướp đường. Mỗi một phần mình sẽ cho vào 200g đường. Mình cho đường vào, sau đó cũng sẽ cho các cái màu mình vừa mới pha vào trong cái củ dừa luôn để mình ngâm. Màu vàng từ bột dành dành, màu đỏ từ củ dền. Mình sẽ cho khoảng tầm 2/3 cái lượng màu mà mình đã pha trước đó nhé. Một phần thì mình sẽ để lại để ở cái bước sên dừa. Nếu như các bạn thấy màu nó hơi nhạt thì các bạn có thể cho thêm vào. Màu này mình tạo nó rất là đậm cho nên là cái mứt dừa thì chắc là nó cũng sẽ không bị nhạt màu đâu. Sau đó mình sẽ trộn đều và để ướp cho cái dừa của mình nó ngấm đường và màu. Tiếp theo hai phần còn lại mình cũng sẽ cho đường vào và cho hai màu còn lại nữa, màu tím từ cái hoa đậu biếc. Hoa đậu biếc này nếu như các bạn thích màu nhạt hơn thì các bạn có thể bớt lượng hoa lại nhé. Đây là màu xanh từ lá dứa, thì màu xanh từ lá dứa mình xay xong mình sẽ cho vào trong tủ lạnh. Và mình để cho nó lắng thì mình sẽ gạn cái nước trong đi. Mình lấy cái nước nguyên chất của lá dứa nhé. Một phần còn lại thì mình cũng sẽ ướp đường và không cho màu. Mình để làm màu trắng. Bây giờ thì mình sẽ ướp toàn bộ cái phần dừa này khoảng tầm 3 đến 4 tiếng để cho nó ngấm đường và ngấm màu, sau đó thì mình mới đem đi sên.
Đây là toàn bộ phần dừa sau khi mình đã ngâm được 4 tiếng. Lúc này thì đường đã tan hết và những miếng dừa của mình cũng đã ngấm màu, lên màu rất là đẹp. Lúc này thì mình sẽ đem từng cái phần dừa đi xên thành mứt nhé. Mình sẽ xên cái màu trắng trước. Thì đầu tiên mình cũng sẽ đổ dừa vào chảo để lửa to và mình đun cho tới khi cái phần nước đường của mình nó hơi cạn đi. Thì mình sẽ hạ nhỏ lửa xuống để mình xên. Với phần mứt dừa màu trắng thì mình sẽ cho vào là 10ml sữa tươi không đường, hoặc các bạn có thể sử dụng sữa đặc cũng được. Sau đó mình sẽ tiếp tục đảo xên cho tới khi nào miếng mứt của mình phần đường nó khô lại và nó kết tinh bám phấn trắng ở trên những miếng mứt là được nhé. Đối với các phần mứt màu mình cũng sẽ làm tương tự giống như thế. Mình đảo đến khi thấy cái phần đường nó đã lên phấn trắng thì mình sẽ tắt bếp đi, sau đó đảo đều thêm một lúc nữa để cho những miếng mứt của mình nó khô hoàn toàn. Và toàn bộ phần mứt sau khi mình xên xong thì các bạn có thể đem sấy ở trong lò với nhiệt độ 100 độ C khoảng tầm 1 tiếng để miếng mứt của mình nó khô hẳn và mình bảo quản được lâu hơn. Hoặc trời nắng to thì các bạn có thể đem phơi ngoài trời nắng. Sau đó các bạn bảo quản những miếng mứt ở trong những cái túi kín thì mứt sẽ để được rất là lâu nhé. Thành phẩm mứt mình làm xong với 5 màu từ tự nhiên rất là đẹp. Những miếng mứt khi mình ăn thì nó có độ mềm, dẻo và ngọt vừa phải. Như vậy là ngay tại nhà mình cũng đã có thể làm được những miếng mứt với rất nhiều màu sắc bắt mắt, lại thơm ngon và đảm bảo an toàn cho gia đình mình rồi đấy. Các bạn hãy vào bếp bắt tay vào thử làm nhé. Chúc các bạn làm thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.